Bây giờ thì sau khi mà chúng ta sẽ đến tận hưởng về hương vị mặn mát và thanh điệu của núi suối thiên nhiên La Vi, thì chúng ta sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị đây. Có nghĩa là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay video clip. Video clip ở đây thì Hiếu Hiền sẽ giao lưu và trò chuyện cùng với tất cả quý vị và các bạn. Thì trong video clip này, nếu như quý vị và các bạn sẽ được chọn, thì nếu như là video clip mà các bạn được chọn thì các bạn sẽ được nhận một trong ba phần quà thưởng rất là hấp dẫn sau đây. Giải nhất là một cái laptop hiệu MacBook Pro MC374VA, và một giải nhì là một cái máy Apple iPad. Cái đó là một cái máy chơi điện tử, và có thể nói là đây phải nói là một trong những một cái máy vi tính thu nhỏ rất là hay, rất là hay. Và Hiếu Hiền cũng đã có một cái, rất là may mắn, rất là có một cái nhờ một người bạn mà mang về dùng. Rồi bây giờ là một phần quà thứ ba cũng rất là hấp dẫn, đó chính là điện thoại Nokia C6, một trong những điện thoại có nhiều chức năng truy cập thông tin internet và wifi rất là nhanh. Và bây giờ thì Hiếu Hiền xin được mời người đầu tiên ạ. Em xin mời chị để mình dùng thử một chai nước nhé. Sau đó thì sẽ cho em Hiếu Hiền biết là cái cảm giác như thế nào, có sẵn cho chị đây. Thêm miếng nữa đi. Hết chai cũng được. Xong đó. Ở đây có cả các em cùng để mà cung cấp cho mọi người. Vâng, thì bây giờ chị cho biết đầu tiên là chị tên gì ạ? Em là Hồ Ly Giang. Hồ Ly Giang, tên Giang. À, bây giờ chị Giang đang làm gì? Em là sinh viên năm thứ ba trường kinh doanh ở Huế. Sinh viên hả? À, vâng, thì nhà chị gần đây không? Cũng gần. Cũng gần hả? Cũng gần có nghĩa là đi bộ cả khoảng bao nhiêu cây số? 7 cây ạ. Rồi, vậy thì bây giờ như thế này. Hồi đó giờ chị có đã từng dùng nước La Vi chưa? Vậy thì chắc chắn là mình đã dùng nhiều, nhưng mà mình chưa có trải qua được cái cảm giác của cái hương vị của cái nước suối thiên nhiên La Vi, đúng không ạ? Thì bây giờ thì xin Giang hãy cho biết cái cảm giác như thế nào về cái hương vị của nước suối thiên nhiên La Vi. Em cảm thấy là nước uống La Vi thì mềm mát và thanh dịu. Nó có sảng khoái không? Không có, rất là sảng khoái. Và Hiếu Hiền tin chắc là nếu như nước suối thiên nhiên La Vi mà mình chúng ta ướp lạnh hoặc là để trong ngăn đá mà dùng hàng ngày thì chắc chắn là sẽ càng sảng khoái hơn và sẽ tăng được cái vị ngọt. Và sau đó là chẳng những là chúng ta uống nước suối thiên nhiên La Vi để giải khát, mà còn là cung cấp cho chúng ta một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể nữa, đúng không ạ? Và xin chúc mừng, xin cảm ơn Giang, và chắc chắn là thương hiệu La Vi sẽ là người bạn đồng hành cùng với Giang. Xin cảm ơn.